Anh Hùng Phạm cho Thu Phương dễ thương nên kính chọc cho vui. Ok anh Hùng Phạm nè, cái gì cái anh em mình nha. Anh Hùng Phạm sáng là em sáng nha. Hello Tuấn Ngọc nè, chào bé Thu Phương, chào anh Tuấn Ngọc. Rồi, rồi tới giờ em ăn bột chiên rồi nha mọi người nha, em đói bụng quá rồi. Mời cả nhà ăn chung với em nha. Ủa bạn đi tối luôn hả? Cháu đi rồi đấy. Đó, giờ tôi Phương ăn bột chiên nha cả nhà. Cuộc sống Sài Gòn TV trả lời câu hỏi của nhà. Chào chào Thủy nha, chào anh Tuấn Ngọc à. Mời cả nhà ăn bột chiên nha. Mời cả nhà ăn bột chiên của tôi Phương à. Tôi Phương ăn nhiều lắm cả nhà. Một lần ăn là 4 dĩa đó. 4 dĩa này 3, 5 dĩa tôi Phương. Em ăn một lần là 2 dĩa nhập lại. Ờ, 2 dĩa nhập lại ạ. Mời cả nhà ăn bột chiên chung với em nha. Đói bụng quá à. Dạ em chào anh Lạ Chuyện nha. Dạ không anh không quay Chí Tài nha Thủy ơi. Hồng Quân nói là show Thu Phương không like để mọi người biết nhiều hơn. Hiện tại là do trang fanpage của Thu Phương á bị vi phạm quy tắc cộng đồng nha cả nhà. Đây là Thu Phương hồi nãy Thu Phương không like được. Em chào chị Hoa Quỳnh nè. Chip 20.000 ra Lào Cai có được không vậy Phương? Vậy hoài là ái với em quá. Anh Tuấn Ngọc nói là chào bạn Tina thân thương. Trọng đây nó là siết lấy bột chiên nhét vô lỗ mũi đi. Ôi hôm nay khán giả Cuộc Sống Sài Gòn TV chắc coi chỗ Chí Tài hết rồi. Anh Lạ Chuyện nói là không? Anh dạ. Không anh ăn rồi Thu Phương, anh không ăn. Anh Lạ Chuyện nói là kết Thu Phương rồi nha em. Bột chiên ở đâu cũng hấp dẫn đó Thu Phương. Bữa nay anh tới review trong xóm em nè. Trong xóm à, trong nhà hả, chứ không phải là bán mà. Dạ, bữa nào tới ra review quay ẩm thực giới thiệu. Anh Hùng Phạm nói là công an phường muốn gì mát anh. Trời ơi. Dạ đúng rồi chị Hoa Quỳnh, em đi chỗ chứ bên chỗ chú Chí Tài với lại nữa mấy cái vụ đó là em không không like ạ. À. Dạ mấy cái vụ đó em cũng không thích quay ạ. À. Dạ. Là nó bởi vì nó liên quan tới cái kênh của mình nữa, cái kênh của mình nữa mà mình quay mấy cái đó em cũng không thích nữa. Dạ. Dạ cảm ơn anh Tuấn Ngọc ạ. À. Hôm nào tôi Phương đóng phim của anh Lạ Chuyện không? Hay lắm. Đóng phim. Anh Lạ Chuyện mời tôi Phương đóng phim. Hay vậy trời. Đó. Nhưng mà đừng có trùng giờ em bán là được rồi anh Lạ Chuyện ơi. Gái đẹp không à. Tôi Phương nhận lời rồi đó anh Lạ Chuyện ơi. Nếu mà tôi Phương đóng phim thì anh Lạ Chuyện liên hệ với tôi Phương, không liên hệ với em cũng được. Nhưng mà đừng có trùng giờ được rồi. Dạ đúng rồi chị Hoa Quỳnh, Hoa Quỳnh em chỉ like em chỉ like về ẩm thực đường phố hoặc là vui vẻ Thu Phương đồ với mấy bạn đồ vui vẻ thôi, chứ còn mà mấy cái vấn đề mà liên quan tới em thấy nó sao á, nên là nó không đáng với lại nữa mình. Mấy chuyện đó cũng chuyện tế nhị nên là mong cả nhà thông cảm nha. Đó. Dạ, dạ cảm ơn anh Tuấn Ngọc à. Ồ, anh Lạ Chuyện là có cái trang phim hay lắm nha Thu Phương, đội quay phim chuyên nghiệp lắm đó. Dạ, vậy thì hôm nào anh Lạ Chuyện kết nối đi, em kết nối cho mà Thu Phương đóng bộ phim gì đó. Thì Thu Phương sẽ tham gia anh hả? Series phim của anh Lạ Chuyện. Chị Hoa Quỳnh nói là bé Phương ăn từ từ, coi chừng vào lỗ mũi nha. Chị Hoa Quỳnh kỳ quá à.
bán nè mọi người, cũng ngon lắm đó nha. Buổi sáng em ăn đúng rồi anh đó. Anh là chuyện ra ăn cá viên chiên đi anh. Cuối tuần anh rảnh đó. Tuần sau anh tuần sau nếu ra thì anh ăn cá viên chiên Tô Phương 716 Trần Hưng Đạo nha anh. Rồi trao đổi với Tô Phương thử có thể là mình làm một cái bộ phim gì đó để quảng cáo gì đó anh, cũng hay đó anh. Bởi vì anh là chuyện là chuyên bên phim mà răng sứ hả Tô Phương đẹp nhé. Chào Dương Nguyễn nha. Dương nếu đóng phim cho bé Phương vào vai sắt ướp lâu ngày ơi. Không sợ trời ơi. Có Trần Vũ em Phương đóng không à, anh bên chỗ kênh lạ chuyện á cả nhà phim cũng hấp dẫn lắm, đặc biệt là nam giới là thích lắm nha, toàn là trai đẹp không à, trai đẹp với gái đẹp không à. Cả nhà ghé anh lạ chuyện xem thử video anh lạ chuyện á, hay lắm. Miệng Tô Phương ăn nhìn thấy ghét ghê. Hôm nay con quay Giáng sinh ở đâu hả tôi hả Dương Nguyễn ơi? Dạ em cảm ơn chị Hoa Quỳnh nè. Hiện tại là do Tô Phương đang ăn nha cả nhà, đây là không trả lời được comment cho cả nhà. Ra đi rồi Tô Phương đóng phim á, vui lắm, hài hước. Có Tô Phương nữa trong cái kênh kênh phim của anh là tuyệt vời đấy. Xong em đâu ăn được gì đâu mọi người, có hai dĩa mới mà đâu ăn được gì đâu. Đó, hiện tại là khách của Tô Phương. Đúng rồi đó trọng đây ơi. Đó, hiện tại là khách Tô Phương cũng hơi vắng nha cả nhà, bởi vì giờ này thì mọi người đi làm về đó, nên là cũng mọi người đi làm về đó, nên là cũng chưa có cái nghe lắm rồi. Đó. Mấy khi là xếp hàng dài nè. Tô Phương mà đi review là quán nào là hết quán đó đó cả nhà. Mấy bữa nay vắng dịch đó Vương, mọi người cũng ngại ra đường. Dạ ok anh, kêu chủ bột chiên lòm sẵn 3 đĩa lửa đi cho Tô Phương ăn sạch gọn luôn. Tô Phương đâu có ăn gì đâu cả nhà, chưa ăn gì hết á. Nãy em đâu ăn gì đâu, mới vừa bưng dĩa bột chiên nó bị đổ rồi. Đâu ăn gì đâu. Mọi người thấy không, quan cho em ghê luôn á. Em không có ăn được cái gì trong cái dĩa bột chiên luôn á. Cảm ơn nha anh. Chú Phương nghỉ hoài bỏ đây. Tô Phương nghỉ mà vợ chồng anh nó mất nước buồn. Không phải, Tô Phương nghỉ hoài, tưởng khách nó tưởng là Tô Phương cả làm mà phái nấu lắm, phái cà phê tôi đó. Hồi xưa đâu có bị đâu mọi người, em xin bật mí với mọi người là hồi xưa không có bị cà lâm. Tôi nghe vợ anh kể lại là hồi xưa đó, cái anh kia cà lâm là bạn của ảnh, là bắt đầu ảnh đi chọc người ta. Ảnh chọc người ta bị cà lâm rồi ảnh nhái theo. Ta nói giờ bị luôn đó, bởi vì quả báo đó mọi người thấy không? Vừa. Kim Nguyễn là hôm qua cô ba Tây Thi thần tượng nghệ sĩ trí tài bắn xong là ra trời là like YouTube bất chấp đông người hơ máy luôn hả? Ồ vậy hả Kim Nguyễn? Buổi sáng nay em có like gì không chị? Không thấy. Dạ em không có like chị. Hôm nay là sáng nay là em đi làm.
Dạ, từ thứ hai cho đến thứ sáu nha cả nhà là em đi làm, chỉ em chỉ quay được buổi tối thôi, còn thứ bảy chủ nhật á thì em được nghỉ, nên là em có thể là thứ bảy em chạy lòng vòng vòng á, và chủ nhật á em đi quay và buổi ban ngày nha cả nhà. Dạ, Hải Nguyễn Quang á, ca lắm. Ô giải Hà Kim Nguyễn. Dạ, thời gian sắp tới thì Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ quay rất nhiều địa điểm ẩm thực, cũng mong là cả nhà luôn ủng hộ và đồng hành cùng Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Chào, em chào anh Tuấn Phan nha, Zipan. Món ngon không ạ? À? Dạ, em cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng là em sẽ quay rất nhiều địa điểm món ăn ngon nha cả nhà. Chuẩn bị có món bún riêu nè cả nhà. Bún riêu cũng ngon lắm. Bún riêu cua đồng. Bún riêu cua. Thèm lắm mẹ ơi, tô bún riêu cua đồng. Đăng 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 đăng.